Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay com Kết thúc nội dung bài học của bài số 3 với các thể loại nhật ký, phóng sự, hồi ký. Ngày hôm nay chúng ta cùng chuyển sang bài số 4 với thể loại văn tế và thơ. Cụ thể trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em tiến hành đi tìm hiểu văn bản Văn tế nghĩa sĩ cần ruột của tác giả Nguyễn Đình Triều. Không để kem phải chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào phần đầu tiên của bài học, đó chính là phần tìm hiểu chung. Trong phần này, cô sẽ hướng dẫn các em tiến hành tìm hiểu về thể loại văn tế, về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và về văn bản văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc. Chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên, đó là thể loại văn tế. Văn tế là một thể loại văn học chủ yếu gắn với phong tục tang lễ để bày tỏ tình cảm của người còn sống đối với người đã mất. Đôi khi, văn tế biến thể còn được dùng trong những trường hợp đùa vui hay châm biếm, đà kích. Cô nói ví dụ như một số bài văn tế của tác giả Nguyễn Khuyến, của tác giả Trần Tế Sương hay là Tú Mỡ, vân vân. Về phương diện nội dung, thì bài văn tế có hai nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là để tưởng nhớ người đã mất, về cuộc đời, về phẩm hạnh cũng như công đức của họ và thể hiện tình cảm của người còn sống trong giờ phút vĩnh biệt người đã mất. Đó là những tình cảm đau xót, tiếc thương, sự ghi nhớ công ơn và tâm nguyện nói theo. Về phương diện kết cấu thì bài văn tế sẽ thường gồm có 4 phần. Thứ nhất là phần mở đầu hay còn gọi là lung khởi, thường bàn luận chung về lẽ sống, chết hoặc cảm tưởng khái quát về người đã mất, thường mở đầu bằng những từ như là thương ơi, rồi hỡi ôi. Đoạn thứ hai còn gọi là thích thực, để kể về cuộc đời, công đức, phẩm hạnh của người đã mất và thường bắt đầu bằng cụm từ nhớ linh xưa. Đoạn thứ ba của văn tế có tên Ái Vãn, nói lên niềm thương tiếc đối với người đã chết và đoạn cuối cùng đoạn kết. Để bày tỏ nỗi thương nhớ, lời tâm nguyện, cầu nguyện của người đứng tế thường kết thúc bằng những cái từ ngữ như là ô hô, ai tai, hỡi ôi, thương thay. Cũng có khi là đoạn thứ ba và đoạn kết thường được ghép là một. Về phương diện hình thức biểu hiện Văn tế có thể được viết bằng văn xuôi cổ, có đối, ví dụ như bài văn tế trị của Nguyễn Hữu Trình, văn tế Trương Quỳnh Như của Phạm Thái. Thứ hai, có thể sử dụng thẻ văn vần, ví dụ như tác phẩm văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Hoặc có thể sử dụng thẻ văn biển ngẫu, ví dụ như tác phẩm văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc của Nguyễn Đình Triều mà hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. Ngoài ra thì văn tế có khi cũng có thể được viết theo thẻ tự do nhưng phần nhiều văn tế phỏng theo thể phú đường luật. Ngoài ra thì cô cung cấp thêm cho các em một thông tin, đó là văn tế sẽ thường sử dụng nhiều những thán từ, những từ ngữ, hình ảnh giàu giá trị biểu cảm. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần số 2 để tìm hiểu về tác giả Nguyễn Đình Triều. Nguyễn Đình Triều sinh năm 1822 và mất vào năm 1888. Về gia đình thì ông có cha tên là Nguyễn Đình Huy, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, mẹ là Trương Thị Thiệt, quê ở tỉnh Gia Định, Ông là một người sống thanh cao, trong sạch giữa tình yêu thương kính trọng của đồng bào lục tỉnh Nam Kỳ, chọn đời một tấm lòng son. Ông có một cuộc đời bất hạnh, công danh nghẽn lối, bệnh tật mù lòa, nhưng là một người có nghị lực phi thường, vượt lên trên số phận. Nguyễn Đình Chiểu chính là một tấm gương sáng cao đẹp về nhân cách, về nghị lực, về lòng yêu thương dân và thái độ kiên trung bất khuất trước kẻ thù. Một số tác phẩm chính của Nguyễn Đình Chiểu có thể kể tới. Vào giai đoạn trước khi thực dân Pháp xâm lược thì các tác phẩm như Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu với mục đích truyền bá đạo lý làm người. Vào giai đoạn sau khi thực dân Pháp xâm lược, các sáng tác của ông chính là lá cờ đầu của thế văn yêu nước chống Pháp. Một số tác phẩm nổi bật, ví dụ như Chạy Giặc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Ruộc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Trận Vong Lục Tỉnh, Văn Tế Trương Định, Thơ Điếu Trương Định, Phan Tòng, Ngư Tiểu Y Thuật Vấn Đáp, vân vân Nhìn chung thì tất cả những sáng tác của ông đều thể hiện lý tưởng đạo đức nhân nghĩa, khi mà ông đã ca ngợi những con người có phẩm chất tốt đẹp, những con người nhân hậu thủy chung, ngay thẳng, dám đấu tranh với cái xấu, cái ác. Đồng thời, còn thể hiện lòng yêu thương dân, tố cáo tội ác của giặc ngoại xâm đã gây thảm họa cho nhân dân. Đồng thời, trong tác phẩm của ông còn có phản ánh thảm cảnh đau thương của đất nước và ca ngợi những tấm gương hy sinh vì đất nước, vì nhân dân. Thứ ba, về tác phẩm. Về thể loại Văn tế nghĩa sĩ cần ruột thuộc thể loại văn tế, điếu văn. Như chúng ta đã chia sẻ ở phần số 1 về thể loại văn tế thì thể loại này thường được sử dụng trong những buổi tang lễ, nhằm mục đích bày tỏ niềm tiếc thương với nội dung kể lại cuộc đời, công đức, phẩm hạnh và bày tỏ niềm tiếc thương đối với người ra đi. Về hoàn cảnh sáng tác Tác phẩm được viết theo yêu cầu của Đỗ Quang, tuần phủ gia định để truy điệu các nông dân nghệ sĩ đã hy sinh trong chiến trận tấn công đồn Cần Duộc vào đêm ngày 16 tháng 12 năm 1861. Đây cũng chính là lần đầu tiên trong lịch sử văn học dân tộc, hình ảnh người nông dân, nghệ sĩ chống ngoại xâm được dựng một bức tượng đài nghệ thuật bất tử. Về bố cục, kem có thể chia làm các phần như sau. Thứ nhất là phần lung khởi, tương ứng với câu 1, câu 2, tác giả nêu cảm tưởng chung, khái quát về những người nông dân nghĩa sĩ cần ruộc đã hy sinh. Phần thứ hai thích thực, từ câu 3 đến câu số 15, là những hồi tưởng về công đức và dựng lên chân dung của người nghĩa sĩ cần ruộc. Phần số 3, ai vãn, từ câu số 16 đến câu số 24, tác giả bày tỏ niềm tiếc thương trước sự hy sinh của nghĩa sĩ cần ruộc. Và cuối cùng phần kết, từ câu số 26 cho đến hết, tác giả nêu cảm nghĩ và mời linh hồn của các nghĩa sĩ quá cố về hưởng đồ tế lễ. Để tìm hiểu rõ hơn những đặc trưng của thể loại cũng như nội dung tư tưởng của văn bản, chúng ta cùng đến với phần số 2, tìm hiểu chi tiết. Chúng ta cùng đi vào nội dung thứ nhất, đó chính là hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc. Các hãy cùng với cô quan sát mẫu bảng sau, tiến hành đọc kỹ nội dung trong sách giáo khoa và trả lời những yêu cầu ở trong cột thứ nhất của bảng. Để tìm hiểu về hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc, trước tiên chúng ta nói về bối cảnh thời đại. Các em có thể thấy rằng mở đầu tác phẩm chính là tiếng than hỡi ơi. Đây cũng chính là một trong những cái dấu hiệu nhận biết của thể loại văn tế như cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ở phần trước. Tiếng than hỡi ơi này là một tiếng than để bộc lộ cảm xúc và đó chính là cái cảm xúc đau đớn và thương tiếc. Tiếp theo, các em chú ý cho cô câu văn đầu tiên, đó là câu: Súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ nếu quan sát kỹ chúng ta có thể thấy rằng câu văn này gồm có hai vế đối lập với nhau thứ nhất là súng giặc đối lập với lòng dân để chỉ thế lực vật chất xâm lược bạo tàn với sức mạnh tinh thần quyết tâm đánh giặc của nhân dân thứ hai là sự đối lập giữa đất với trời để thể hiện không gian lớn lao và kỳ vĩ thứ ba đó là sự đối lập giữa rèn và tỏ để thể hiện âm thanh và ánh sáng được khuếch tán vang xa tỏa rộng như vậy thì trong câu văn mở đầu đã thể hiện được nóng bỏng trong cái dữ dội của chiến tranh đặt người nhân dân nghĩa sĩ vào trong thử thách lớn của thời đại. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu và tìm hiểu hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ cần ruột dựa trên một số phương diện. Với phương diện thứ nhất, đó chính là lòng căm thù giặc. Chúng ta đều biết rằng, người nông dân chân lấm tay bùn, cuộc sống lại nghèo khó cơ cực, vốn chẳng có gì để mất nhưng lại là những con người có ý thức sâu sắc nhất về tự chủ quốc gia dân tộc. Ý thức tự chủ quốc gia của họ không gắn với tư tưởng có tính lý luận cao siêu mà gắn với nỗi bất bình khi cuộc sống bình dị an phận của mình bỗng dưng bị tàn phá. Cuộc sống thầm lặng, bình yên bị đảo lộn chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động khẳng khái nghĩa hiệp, quyết không đội trời chung với kẻ cấp nước. Họ đã vô cùng hồi hộp, lo lắng với tâm lý thụ động, trông đợi vào hành động của triều đình. Thế nhưng, Tiếng phong hạc phập phồng hơn 10 tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa. Bên cạnh lỗi lo sợ luôn phập phồng thì những người dân nghĩa sĩ cần ruột còn có thái độ căm ghét quân giặc đến cùng tận. Nó được thể hiện ở một số chi tiết trong văn bản. Ví dụ như, mùi tinh chiên váy vá đã 3 năm, ghét thói mọt như nhà nông ghét cỏ. Đặc biệt, nỗi oán hận đối với quân cướp nước của người nông dân còn được tác giả thể hiện bằng rất nhiều những từ ngữ hình ảnh có sắc thái biểu cảm đầy mạnh mẽ. Ví dụ, bữa thấy bỏng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan, ngay xem ống khói chạy đen xì, muốn ra cắn cổ. Chính vì lòng căm thu đó cho nên họ đã sẵn sàng để hành động. Họ tự động cầm những vũ khí thô sơ nhất, sẵn sàng xả thân vì đất nước. Chúng ta có thể bắt gặp các cặp từ khẳng định, ví dụ như muốn tới, muốn ra, há đẻ, đâu dung, vân vân Các cặp từ phủ định như là nào đợi, chẳng thèm, không chờ, chỉ nài cho thấy tác giả muốn khẳng định sự tự nguyện cao độ của những người nghĩa sĩ. Và đặc biệt, họ không phải là một đám đông tự phát mà họ ra trận với ý thức cao cả, đẹp đẽ về nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng từ tình yêu cuộc sống, khát vọng gìn giữ quê hương, cũng như là cái thái độ căm ghét trước sự tàn ác xấu xa, đến ý thức tự nguyện giữ nước và cuối cùng chính là hành động quên mình trong đánh giặc, chính là một cái logic tất yếu có tính biện luận sâu sắc. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu về khía cạnh thứ hai, đó chính là tinh thần chiến đấu dũng cảm những người nghệ sĩ anh dũng ấy, bản chất họ chỉ là dân ấp, dân lân, vốn chỉ biết đến việc cày, việc quốc, chứ không thuộc bất cứ lực lượng chuyên nghiệp nào để có thể trực tiếp tham chiến trong các cuộc chiến đấu. Họ đánh trận mà không có bất cứ một sự chuẩn bị nào. Họ ra trận với những trang bị hết sức thô sơ và nghèo nàn, đó là manh áo vải, đó là ngọn tầm vông, dao phay, rơm con cúi, vân vân họ cũng chưa từng được luyện tập sử dụng vũ khí thậm chí việc tập rèn võ nghệ của quân đội cũng bắt chưa từng ngó họ chỉ vì lòng mến nghĩa mà liều mình như chẳng có ở đây chúng ta thấy rõ được cái sự đối lập giữa cái việc đấy là sử dụng những cái trang bị trong cái cuộc chiến với những người nông dân thì những cái trang bị vô cùng thô sơ đó là những cái vật dụng sinh hoạt thường ngày rất quen thuộc. Còn đối lập hoàn toàn với quân giặc đó là đạn to, đạn nhỏ, là tàu sắt tàu đồng với những vũ khí vô cùng tối tân. Bên cạnh đó, tinh thần chiến đấu dũng cảm của những người nông dân nghĩa sĩ Cần Duộc còn được tác giả Nguyễn Đình Triều thể hiện thông qua cái bút pháp tả thực với một loạt các động từ mạnh, ví dụ như đạp, xô, đâm, chém, sông các cụm từ vừa diễn tả được tinh thần vừa diễn tả được khí thế để chiến đấu như xô cửa xông vào đạp rào hè trước đó là những câu văn ngắn gọn nhịp điệu khẩn trương lại sôi động như vậy chúng ta có thể thấy được cái tinh thần chiến đấu ngoan cường quả cảm và dũng mãnh để rồi lập nên những chiến công oanh liệt đốt xong nhà dạy đạo kia cũng chém rớt đầu quan hai nọ làm cho mã thà ma ní hồng kinh ở phương diện thứ ba, chúng ta tìm hiểu về sự hy sinh vì nghĩa lớn của những người nông dân nghĩa sĩ cần ruột. Họ đã xả thân vì nghĩa đúng như cốt cách, phẩm chất, lẽ sống bình dị của họ. Mặc dù biết rằng một khi đã xông pha vào chiến trận, chỉ may mắn mới có được sống sót, họ cũng chẳng cần biết đến lý tưởng ra ngựa bọc thây hay gươm hùm treo mộ của kẻ theo nghiệp binh đao, mong muốn lưu danh sử sách mà họ hoàn toàn tự nguyện xung trận vì tình yêu đối với quê hương, đất nước cũng như lòng căm thù giặc ngút trời những người nghệ sĩ nông dân ấy chấp nhận sự hy sinh mà lẽ ra cái sự hy sinh đó không thuộc cái chức trách và bổn phận của họ họ không phải là lực lượng quân đội của triều đình cũng chẳng phải vì một cái tội lỗi gì mà bị đầy vào chỗ chết chính vì sự hoàn toàn tự nguyện chấp nhận hy sinh đó cho nên họ đã để lại cái niềm đau thương khôn nguôi khiến cả thiên nhiên và con người vô cùng xúc động Cuối cùng, người nghệ sĩ cần ruột, xả thân vì nước trước hết xuất phát từ sự lựa chọn một cuộc sống ý nghĩa. Đó là những người có lòng nghĩa, luôn nghĩ tới, ơn vua, ơn nước, tất đất ngọn rau, ơn chúa. Kẻ có lòng nhân không chấp nhận việc quang vùa hương, xô bản độc, vứt bỏ tổ tiên nguồn cội. Cả đời cun cút, khó nhọc nhưng họ chính là những người giàu lòng tự trọng và thấu hiểu vô cùng đạo lý làm người. Như vậy thì sự hy sinh của những người nghệ sĩ đã hóa vào trời đất, núi sông và sống mãi với thời gian. Họ sống một đời bình dị nhưng lại biết xả thân vì nghĩa. Cái chết đầy khí phách hào hùng của những người nghệ sĩ khiến cho họ được tôn vinh, tiếng thơm được lưu truyền và nhân dân kính ngưỡng thờ phụng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần số 3 để tìm hiểu về nghệ thuật của bài văn tế. Với văn bản văn tế Nghệ sĩ Cần Giuộc, điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy ở nghệ thuật đó chính là tác giả đã sử dụng thể văn biến ngẫu Nó được vận dụng rất linh hoạt, đa dạng với nhiều hình thức tổ chức câu văn đạt đến trình độ mẫu mực Và chính vì thế nó đã góp phần phục vụ đắc lực cho việc truyền tải những cái nội dung tư tưởng Cũng như những cái ý kiến lập luận của tác giả ứng với các phần trong mạch lập luận của toàn bộ văn bản Nó được biểu hiện thứ nhất là ở sự phá cách của thẻ phú trên các phương diện về cấu trúc, ngôn từ, thủ pháp đã được tác giả vận dụng thích hợp và có hiệu quả. Cái thứ hai, nó đến từ cái sự phá cách về đặc điểm của kiểu loại văn tế. Vai của người chủ tế trong bài văn tế sẽ thường là người có vai trò quyết định đến nội dung các thông điệp. Nhưng với văn bản này, theo cách mà tác giả đã thể hiện, thì người chủ tế là cộng đồng, toàn bộ dân tộc, là những người nhân dân và dường như không có sự phân cách giữa các góc nhìn, quan phương và bình dân, cá nhân hay quốc gia. Tuy hình tượng tác giả có xuất hiện ở đoạn cuối của văn bản, thế nhưng cảm xúc của ông đã hòa vào cách nhìn của toàn bộ nhân dân. Cái thứ ba, đó chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn của các bút pháp thủ pháp và phương thức nghị luận, nghệ thuật tự sự và bút pháp trữ tình, thủ pháp tương phản và nghệ thuật đối, tính cụ thể xác thực và giá trị khái quát biểu trưng, cũng như là tính quy phạm khuôn mẫu và nghệ thuật biểu cảm tạo hình. Và cái cuối cùng, khi tìm hiểu một văn bản, đó là chúng ta phải xác định được cái chủ đề cũng như cảm hứng chủ đạo bao trùm lên toàn bộ tác phẩm. Về phương diện chủ đề, văn bản đã thể hiện hình tượng người nghệ sĩ cần ruộc cũng như những tình cảm của tác giả, của nhân dân đối với sự hy sinh cao cả của họ. Về cảm hứng chủ đạo, đó là sự ngợi ca vẻ đẹp bình dị, chất phác và tinh thần xả thân cứu nước của những người nghệ sĩ nông dân cần ruộc, đồng thời bộc lộ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh quên mình của họ. Và phần số 3 chúng ta cùng đến với phần tổng kết để tổng hợp những nét đặc sắc về phương diện nội dung và nghệ thuật của toàn bộ văn bản. Các em có thể quan sát mẫu sơ đồ sau, cô đã tóm lược ngắn gọn toàn bộ những cái nét đặc sắc tóm lược về nội dung và nghệ thuật của toàn bộ văn bản văn tế nghệ sĩ Cần Duộc. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể rút ra được về cái cách đọc hiểu một văn bản thuộc thể loại văn tế. Đầu tiên, các em sẽ cần phải xác định được kết cấu của văn bản. Sau đó, xác định người được nói tới tức là đối tượng được nhắc đến trong văn bản là ai và được tái hiện như thế nào. Thứ ba, người đứng tế là ai, thái độ tình cảm của người được tế được thể hiện như thế nào. Thứ tư, chúng ta xác định về chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài văn tế là gì. Thứ năm, thông qua các từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu thì bài văn tế ấy có gì đặc sắc. Và cuối cùng, chúng ta có thể rút ra được một bài học nhận thức, hành động nào đó cho bản thân sau khi đọc xong văn bản. Sau khi được hướng dẫn kem tiến hành tìm hiểu văn bản xong rồi, chúng ta cùng đến với phần cuối cùng, đó là phần trả lời các câu hỏi sau khi đọc. Chúng ta cùng nhau tiến hành các câu hỏi trong sách giáo khoa kem nhé. Câu hỏi số 1, dựa vào phần kiến thức ngữ văn, hãy xác định bố cục và nêu ý chính trong các phần của tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần ruột. Với câu hỏi số 1, kem có thể đưa ra, chỉ ra cái bố cục của văn bản gồm có 4 phần như cô đã chỉ. Phần số 1, từ đầu cho tới tiếng vang như mõ, ở phần này tác giả khái quát bối cảnh thời đại và khẳng định cái chết bất tử của những người nghệ sĩ. Phần số 2 tiếp theo cho tới tàu đồng súng nổ, tác giả miêu tả hình ảnh người nông dân nghệ sĩ qua các giai đoạn lao động vất vả tới lúc thành dũng sĩ đánh giặc lập công. Phần số 3 tiếp theo cho tới cơn bóng xế giật giờ trước ngõ. Ở phần này tác giả đã bày tỏ niềm đau xót, tiếc thương, cảm phục của bản thân cũng như của toàn thể nhân dân đối với những người nghệ sĩ. Phần số 4 là phần còn lại, tác giả ngợi ca linh hồn bất tử của các người nghệ sĩ. Câu hỏi số 2, hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ đã được tái hiện như thế nào trong phần tích thực của bài văn tế? Chú ý hình ảnh của họ trong sinh hoạt đời thường khi kẻ thù xâm phạm đất nước trong trận nghĩa đánh Tây. Ở câu hỏi số 2 này chúng ta sẽ cần phải vận dụng những cái nội dung mà chúng ta đã tìm hiểu trước đó liên quan đến hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ bằng cách đọc kỹ văn bản. Ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng hình ảnh của người nghĩa sĩ nông dân được miêu tả bằng bút pháp tả thực. Qua đó thì hình ảnh những người nông dân nghĩa sĩ hiện lên thông qua một số những cái phương diện như sau. Thứ nhất, trước khi giặc đến thì tác giả mô tả xuất thân họ là những người nông dân nghèo khó, quy cút làm ăn, toan lo, nghèo khó, với cuộc sống gắn bó với công việc ruộng đồng, việc quốc, việc cày, việc bừa, việc cấy vốn quen làm. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các cái từ láy như là cui cút để tái hiện cuộc sống chịu khó lam lũ, bao nhiêu những cái nỗi lo toan vất vả nhưng vẫn nghèo túng của những người nông dân này. Qua đó chúng ta thấy được cái bản tính hiền lành, chất phác của những người nông dân. Bởi quanh năm chỉ quen với những công việc đồng áng, cho nên việc binh đao họ hoàn toàn không biết. Tất cả những thứ như tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ đều là những thứ hoàn toàn xa lạ, họ không có hiểu biết với công việc nhà binh, với chiến tranh. Sau khi kẻ thù đến xâm phạm đất nước thì họ có cái tâm trạng lo âu, hồi hộp, luôn trong cái trạng thái bất ổn. Đồng thời chúng ta còn thấy được ở họ đó là cái lòng căm thù giặc tột cùng. Một số chi tiết trong văn bản như cô đã chỉ ra trước đó. Sau đó thì họ đã tự nâng cao và nhận ra được cái trách nhiệm của bản thân, một mối xa tư đồ sộ hay vầng nhật nguyệt trói lòa. Đó chính là cái nhận thức về trách nhiệm của bản thân trước hoàn cảnh của đất nước và từ nhận thức đi tới hành động. Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình, chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ. Đó là một tâm thế tự nguyện, bổ sung vào đội ngũ, chiến đấu với quyết tâm cao độ. Và trong trận nghĩa đánh Tây thì những người nghĩa sĩ nông dân vốn là những người nông dân chẳng hề được huấn luyện, việc binh đao, vũ khí chiến đấu lại là những công cụ rất là thô sơ. Thế nhưng họ lại ra trận với cái tinh thần vô cùng dũng cảm, kiên cường và xả thân. Đó là một cái tư thế hiên ngang, đó là một cái tinh thần quá cảm của những người nghệ sĩ. Câu hỏi số 3, tiếng khóc của tác giả xuất phát từ những nguồn cảm xúc nào? Tiếng khóc trong bài văn tế nghệ sĩ cần ruột có bi lụy không? Vì sao? trong văn bản chúng ta có thể thấy rằng cái tiếng khóc của tác giả đã xuất phát từ nhiều nguồn cảm xúc khác nhau nó đến từ cái thứ nhất đấy là nỗi nuối tiếc hận cho những người nghĩa sĩ phải hy sinh khi mà sự nghiệp vẫn còn giang dở trí nguyện chưa thể hoàn thành thứ hai đó là cái tiếng khóc dành cho nỗi xót xa của gia đình của những người nghĩa sĩ khi mất người thân cái thứ ba là khóc cho cái nỗi căm hờn với kẻ thù đã gây ra biết bao khó khăn và đau khổ và cuối cùng đó chính là tiếng khóc uất nghẹn trước tình cảnh đau thương của dân tộc và cái tiếng khóc trong bài văn tế nghĩa sĩ cần ruột tuy là bi thiết nhưng không được màu tang tóc bi lụy bởi nó mang cái âm hưởng của sự tự hào của sự khẳng định. Qua đó, nhà thơ đã thay mặt nhân dân khóc thương biểu dương cho những cái công của những người nghệ sĩ đã dũng cảm kiên cường đứng lên để bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đó là tiếng khóc khích lệ tinh thần chiến đấu, sự nghiệp còn răng dở của những người còn sống. Câu hỏi số 4. Phân tích một số thành công nghệ thuật của bài văn tế. Ví dụ như là nghệ thuật sử dụng từ ngữ, các biện pháp tu từ, đối, vân vân. Với câu hỏi số 4 thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái khía cạnh về nghệ thuật của bài văn tế. Ở đây thì chúng ta có thể chỉ ra một vài những cái nét nổi bật về nghệ thuật trong văn bản như sau. Thứ nhất là nghệ thuật sử dụng từ ngữ, tác giả đã sử lục sử dụng một loạt những cái động từ mạnh để thể hiện những cái hành động như là đạp, xô, đấm, đánh, đâm chém, sử dụng một loạt những cái động từ gợi sức mạnh tư thế hiên ngang, tinh thần quả cảm của người nghệ sĩ ngoài ra thì việc sử dụng các cái từ láy cui cút vấy phá bòng bong cũng làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu văn bên cạnh nghệ thuật sử dụng từ ngữ thì tác giả còn sử dụng các biện pháp tu từ ví dụ như là phép liệt kê việc cuốc việc cày việc bừa việc cấy tập mác tập cờ để nhấn mạnh các công việc thường ngày của người nông dân khác xa hoàn toàn so với những bài tập luyện chiến đấu từ đó làm nổi bật rõ hình ảnh người nông dân chất phác cả một đời chưa động đến việc giáo mát Thứ hai là phép so sánh cũng được sử dụng. Chưa ắt còn danh nổi như phao, cho tới mất tiếng vang như mõ. Trong tin quan như trời hạn trong mưa. Rồi là phép đối, súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ. Để phát họa khung cảnh dữ dội đối lập giữa thế lực xâm lược hung bạo với vũ khí tối tân, với ý chí chiến đấu của nhân dân. Tiếp theo chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Ở bài văn tế nghệ sĩ Cần Duộc, Nguyễn Đình Triều đã biểu hiện một cái nhìn đầy mới mẻ tiến bộ về người nông dân so với văn học trung đại. Theo em, điều đó được thể hiện ở những điểm nào? Đây là một câu hỏi mang tính vận dụng, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện cái thao tác so sánh về hình ảnh người nông dân ở trong văn bản văn tế nghệ sĩ Cần Duộc với những cái tác phẩm văn học trung đại. Trong văn bản thì chúng ta có thể thấy tác giả Nguyễn Đình Triều đã nói về cái xuất thân của những người nông dân, đó là những người nông dân nghèo bị áp bức, bị bóc lột và phải chứng kiến cảnh đất nước rơi vào tay giặc trước sự bất lực của triều đình. Ngoài ra thì tác giả còn khắc họa những cái vẻ đẹp của người nông dân, Đối với văn học trung đại thì người nông dân sẽ hiện lên với cái vẻ đẹp của sự chăm chỉ, cần mẫn, kiên trì, chịu thương, chịu khó, hiền lành, chất phác. Nhưng trong văn bản văn tế nghệ sĩ Cần Duộc tuy là vẫn có được, vẫn giữ được cái vẻ chân chất mộc mạc, tuy nhiên thì họ lại vụt sáng với vẻ đẹp của những người chiến sĩ anh dũng can trường, bất chấp hiểm nguy vì tổ quốc. Về phương diện tư tưởng thì trong văn học trung đại, người nông dân cũng Nhờ, như bao quần thần họ mang nặng cái tư tưởng trung quân ái quốc còn người nông dân trong văn bản văn tế nghệ sĩ cần duộc đã có sự thay đổi lớn về mặt tư tưởng khi vua thì chỉ là bù nhìn đi ngược lại lại với cái quyền lợi của nhân dân và chính vì thế cái tinh thần yêu nước đối lập với lòng chung với vua câu hỏi cuối cùng câu hỏi số 6 từ bài văn tế nghệ sĩ cần duộc em hãy viết một đoạn văn khoảng 10 cho tới 12 dòng chia sẻ suy nghĩ của mình về hai chữ nhục và vinh trong cuộc sống để trả lời được câu hỏi số 6 này thì các em sẽ cần phải thực hiện được một số những yêu cầu trên hai phương diện hình thức và nội dung như sau. Về phương diện hình thức thì các em sẽ cần tiến hành viết một đoạn văn với dung lượng từ 10 cho đến 12 dòng. Trong khi thực hiện bài viết thì hạn chế mắc các lỗi liên quan đến chính tả và diễn đạt. Về phương diện nội dung thì các em sẽ cần phải xác định đúng được cái vấn đề nghị luận, sau đó triển khai dựa trên cái nội dung của văn bản văn tế nghĩa sĩ Cần ruột mà chúng ta vừa tìm hiểu. Sau đây thì cô đưa ra một đoạn văn mẫu cho các em tham khảo như sau vinh và nhục vốn là hai cặp phạm trù đối lập xét về quá khứ những năm tháng đất nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ dân ta phải làm nô lệ bị đánh đập tra tấn dã man để rửa nỗi nhục đó nhân dân ta đã phải trả biết bao máu xương sinh mạng cuối cùng vinh quang đã về với dân tộc và độc lập đã trở về với tổ quốc xét trong công danh sự nghiệp danh đi đôi với công thì vẻ vang danh mà đi ngược với lợi thì nhục, tiếng xấu vang truyền muôn đời. Từ đó, ta có thể thấy rằng ranh giới giữa nhục và vinh rất rõ ràng, nhưng cũng rất gần gũi. Giữa chúng có mối quan hệ khăng khít, có nhục mới có vinh, có vất vả, gian lao, nhẫn nhục, chịu đựng thì mới có thể đi đến thành công và vinh quang chiến thắng. Như vậy thì câu hỏi số 6 cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc nội dung bài giảng ngày hôm nay. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để có thể theo dõi các bài giảng khác nhé. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo